Lời mình giữ trọn vẹn năm giới thì chắc chắn sẽ tái sanh làm người ông sư. Bên đây có hai câu hỏi ha. Cái việc mà mình tái sanh làm người đó, nhờ mình giữ năm giới đó, cái chuyện này là chuyện chắc chắn, nhưng mà không thể xác định được đó là kiếp nào. Chắc chắn ha, là trong cái dòng sanh tử luân hồi, thì khi cái quả báo của việc mình giữ năm giới đó nó trổ, thì mình sẽ được tái sanh làm người. Đây là chuyện chắc chắn. Nhưng mà chừng nào nó trổ thì nó lại là một câu chuyện khác. Bởi vì như thế này, ở cái phần mà thọ trì quy giới đó, lúc nào vị Pháp Sư cũng nói đó, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Có những người đó họ được sanh thiên á, chỉ nhờ cái phước là họ không có nóng giận. Có những người họ sanh thiên chỉ nhờ cái phước là họ không có tham lam. Cho nên á, khi mà chúng ta làm các cái thiện pháp mà chúng ta có thể tái sanh làm về cõi trời, thì cõi người vốn dĩ thấp hơn thì cớ gì mà mình không có tái sanh vào được. Đấy, chẳng qua cái vấn đề ở đây đó là chừng nào thôi. Tại sao sư không thể nào chắc chắn là ngay kiếp sau? Ví dụ như bây giờ quý vị giữ năm giới ha, quý vị giữ năm giới thì sau khi mình mệnh chung mà mình tái sanh làm người đó, chuyện đó không ai chắc được. Chỉ có những vị có thần thông thì các vị đó mới chắc cứu được thôi. Chắc cứu ở đây là biết được á, là mình sau khi mệnh chung thì mình sẽ sanh về đâu. Còn bình thường chúng ta thì không có được. Tại sao? Tại vì khi cận tử nghiệp nó đến thì cái tâm của mình á, cái tâm tử á, cái cuối cùng á, nó là cái tâm gì thì nó mới quyết định cái việc là mình đi đâu. Trừ phi khi nào mình cũng là người giữ giới, tức là mình là người sống thiện cả một đời ha, bố thí, tích cực bố thí ha, nghiêm trì giới luật, tích cực tăng trưởng các cái pháp tăng trưởng thiện tâm, nội tâm, thì khi đó đó chúng ta mới giống như là lời dạy của Đức Thế Tôn, đó là bình thường cái tâm của mình á, nó nghiêng về hướng nào thì khi mà mình chết á, mình sẽ tùy theo cái hướng đó mà mình đi lên hay đi xuống. Còn nếu như mà đó là dành cho cái lúc mà chết bất đắc kỳ tử ha. Còn khi mà mình có hấp hối đó thì nó sẽ chạy theo cái cận tử nghiệp. Thành thử dù như thế nào đi chăng nữa thì cái việc mình tích cực giữ giới đó nó vẫn đem lại lợi ích. Và nên, xin nói nên, để cái việc giữ giới nó trở thành một cái thói quen. Bởi vì khi nó trở thành thói quen á, thì đời này mình có thói quen giữ giới thì qua đời sau mình cũng có thói quen giữ giới. Và khi cái việc giữ giới nó trở thành thói quen á, thì những cái kiếp mà mình sanh thiên á, nó sẽ nhiều hơn. Và mình sẽ có cái khuynh hướng giữ giới hơn là những người có cái khuynh hướng phạm giới. Kiếp này mình phải làm sao để chắc chắn kiếp sau nếu mình được tái sanh làm người thì sẽ không quên Phật và Pháp, cũng như không thối thất trong tu tập. Nếu mà quý vị nói mà chắc chắn cái kiểu đó, đó thì chỉ có một kiểu người làm được thôi, đó là thánh nhân. Tối thiểu là quả thánh Tu Đầu Quần. Chỉ có vị chứng quả Tu Đầu Quần á, trở lên á, thì dù cho vị đó tái sanh vào đời sau kiếp khác thì vị đó vẫn không thể nào quên Phật và Pháp. và vị đó sẽ không bao giờ thối thất trong tu tập, tối thiểu là tu đầu quần. Bởi vì sao? Bởi vì á, phạm phu chúng ta tái sanh là quên sạch nha. Và cái việc mà bị tu đầu quần tái sanh qua đời sau kiếp khác mà không có quên á, và cũng không có thối thất á, đó là cái mình gọi là cái khả năng đặc biệt chỉ có ở các bậc thánh, còn mình thì không có cái chuyện đó. Hơn nữa quý vị nghĩ là đời nào cũng có Phật pháp này. Rồi nếu như quý vị sanh vào cái thời không có chánh pháp rồi thì sao? Đó là chưa kể mình là phàm á, mình là phàm thì cái cận tử nghiệp mình không biết mình đi lên hay đi xuống đây này. Chúng ta đang ngồi ở đây nha, chúng ta đang ngồi ở đây tắt thở một đám á, cái gì không đảm bảo, chứ còn cái này là đảm bảo. Cái số đi lên nó ít hơn số đi xuống. Và thậm chí trong cái số mình đang ngồi ở đây nè, tắt thở một cái có ai đi lên hay không mình cũng không biết. Tại sao? Quan trọng là cái tâm của mình, phàm phu. Chúng ta có nỗ lực tu tập hay không? Chúng ta có nghiêm túc trong cái việc hành trì hay không? Nó rất là quan trọng. Và hơn nữa đó, vào cái giây phút cận tử đó, mình có được sự tỉnh táo, không có bị hoảng loạn, và có khả năng ghi nhớ và thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn hay không. Điều đó sẽ quyết định nha. Rồi hơn nữa, nếu như mà mình đi xuống rồi đó, lỡ mình đi xuống đó, rồi mình lệch khỏi cái cơ hội mà gặp chánh pháp, thì quý vị lấy cái gì để mà chắc cú là mình sẽ không quên Phật pháp? Có gặp đâu mà quên, có gặp đâu mà quên. Rồi trong những kiếp mà người ta sống bất thiện, người ta sống ác đó, mình lấy cái gì mà mình tinh tấn trong việc tu tập? Cho nên nói đi thì cũng phải nói lại, nói tới cũng phải nói lui. Đó là chúng ta chỉ có một cách là nỗ lực ngay trong đời này. Đừng có hứa hẹn, đừng có hứa hẹn nha, bởi vì chúng ta không phải là thánh ha. Kết thúc cái tánh mạng ngay trong đời này rồi, mình không chắc là đời sau chừng nào mình mới lại gặp chánh pháp được. Bởi vì cái mà quý vị muốn á, nó là cái đặc quyền của các bậc thánh. Mình không được cái đó, mình không được cái đó. Nhớ dùm tôi, biết sợ thì lo tu, biết sợ thì lo tu. Nhưng mà nó cũng có, nó có cái này là chúng ta làm được nè. Cái quan trọng là quý vị có muốn làm hay không. Chứ nó giống như cái người mà muốn giàu á, mà suốt ngày cứ nằm mơ mộng hão huyền ha, nằm lật tới lật lui, lướt Facebook rồi lướt YouTube rồi lướt mạng xã hội, rồi chơi cái này chơi cái kia, chơi game đủ thứ hết trơn á. Mộng làm giàu, mộng làm giàu mà làm thì không có làm, thì cái chuyện đó không bao giờ có nha. Cho nên muốn cái gì cũng phải nỗ lực. Nó có một câu á, mà sư thấy là nó đúng ngay cả trong Phật Pháp, đó là gì? Nếu như anh muốn có được cái anh chưa từng có thì anh phải dám làm cái anh chưa từng làm. Tức là anh muốn có được cái khó mà có được thì anh phải làm cái mà khó mà làm được. Chứ còn mình cứ cái kiểu mà nằm mơ giữa ban ngày mà mình muốn cái này muốn cái kia thì chắc chỉ có trong mơ thôi. Đó là làm cái gì? Đối với hàng tại gia cư sĩ, làm ơn làm phước, làm cho sư 10 cái nhân sanh phước: bố thí, dự giới, tăng trưởng nội tâm. Ở đây tức là chỉ vào quán đó. Cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, tùy hỷ, hồi hướng và sửa sang tri kiến cho đúng. Làm dùm sư 10 cái nhân sanh phước này. Và sau khi mà làm 10 nhân sanh phước á, mình có cái hướng cho cái phước đó trổ quả. Phước thì chắc chắn nó sẽ trổ quả, nhưng mà mình phải có cái hướng. Đó là gì? Một trong những cái mà sư thích nguyện đó là gì? Nguyện cho cái phước mà con đã làm từ xưa cho đến nay, từ xưa cho đến nay, giúp cho con khi vào cái giây phút cận tử con có được cái sự tỉnh táo để thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn. Sư không hề trông mong là cái giây phút mà mình cận tử á, là mình sẽ không có đau đớn, rồi bài tiết là không có đến mức là bài tiết không kiềm chế, rồi không có giật dài giật dự, thì sư không có mong, sư không có mong mấy chuyện đó. Sư chỉ mong một chuyện thôi, là khi cận tử giữ được sự tỉnh táo để thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn, chỉ như vậy thôi. Còn nếu như mà đưa thêm một cái nữa, đó là gì? Trước cái giờ phút cận tử, con mong là con có cơ hội sám hối để làm sạch cái nghiệp của mình. Bởi vì quý vị biết là vị tỳ kheo có 227 giới, mà cộng thêm những cái giới nhỏ nữa đó, tức là những cái giới tác ác á, dukkhattha, cộng thêm khoảng 100 giới nữa, thì rất là khó để mà mình giữ trong sạch hoàn toàn. Quý vị biết không, ngay cả những cái những nơi đó mà chư tăng giới hạnh trong sạch đó, mà để đề phòng đó, các vị đó sám hối một ngày ít nhất là một lần, huống chi là bản thân sư. Đấy, đó là chưa kể đây nè, đây nè, những cái mà quý vị thấy nè, đây đồ này đồ kia đồ nọ, tới đó sư cần phải xả. Giây phút cận tử đó là phải xả bỏ hết, thì khi đó, mình mới trong sạch được. Chứ còn lúc đó là còn dính ha, đây là máy tính, đây là điện thoại nè ha, đây là đồ này, đây là đồ kia, là lúc đó là đi xuống nha, lúc đó là đi xuống. Thành ra chỉ mong cái lúc đó được như vậy thôi. Dạ, mưa to quá, không biết quý vị có nghe được không? Nghe được sư nói cái gì đó thì cho sư biết, tại ở ngoài mưa đang rất là to, nó ngập mà chuẩn bị ngập lên tới bậc thềm rồi. Rồi cái hướng thứ hai đó là gì? Nguyện đời đời con có khả năng ly dục, có khả năng tu thiền, có khả năng nhàm chán tất cả mọi sự hiện hữu mà không vướng phải thường kiến hoặc đoạn kiến. Đó liền sư mong mỏi. Tại vì chỉ khi nào mình chán khỏi các cái hiện hữu á, mà không vướng phải thường kiến hoặc đoạn kiến, thì mình mới có cơ hội giải thoát thôi. Đấy. Rồi điều thứ ba đó là gì? Mong cho con đó, khi mà gặp các cái bậc hiền trí, gặp các bậc thánh nhân, thì lúc nào con cũng có tâm lành, và lúc nào con cũng có khả năng bố thí và lắng nghe các ngài. Đấy, thì nói chung là những cái mà đại loại như vậy đó, tức là mình hướng cái phước của mình đó, nó đi theo cái hướng mà mình mong muốn. Đương nhiên nha, để mà nó theo cái hướng mà mình mong muốn đó, thì nó phải là nó dính dáng đến cái sự giải thoát. Chứ còn mà mình mong là mong cho con đời sau là con được nhà giàu, con được thoải mái, con được cái này, con được cái kia, thì nó khó lắm nha. Thành thử chắc cú, thì nói chắc cú thì chỉ có vị tu đầu quần trở lên thì mới chắc được thôi. Còn cái kiểu như mình á, là tới hồi mà mình chết rồi đó ha, là không có cái gì là chắc chắn, mà khả năng đi xuống của mình á, luôn lớn hơn là đi lên. Chúng ta chỉ có khả năng chuẩn bị một vài điều, và có một chút xíu hy vọng là với những sự chuẩn bị đó nó sẽ giúp được mình. Đấy, giống như một người chuẩn bị leo lên một cái chuyến đi với rất là nhiều những bất trắc, không biết được tương lai, không nắm được cái gì hết, thì cái duy nhất mà họ có thể làm đó là chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt.